Các bạn thân mến, hôm nay mình chuyển một cặp đà điểu con cho một khách hàng là số điện thoại 0165966 7706 về bến xe Lạc Sơn, Hòa Bình. Anh này đã chuyển khoản trước cho mình. Thì đây là cái con đà điểu chuyển ra cho anh đấy. Đeo số đeo má cẩn thận nhá. Đấy, thì cơ cấu là mình sẽ chuyển về đến văn phòng ở Mỹ Đình của mình. Số điện thoại văn phòng là 02466 802802 hoặc là 0979888000. Từ văn phòng Mỹ Đình mình sẽ chuyển đi các tỉnh lẻ phía Bắc. Khuyến cáo các bạn nên lấy cái tầm như thế này thì nó sẽ rất đảm bảo về cái con giống. Nếu to quá thì nó sẽ không đi được xa. Nếu mà như thế này các bạn có thể chuyển Nghệ An, Thanh Hóa đều được. Nói bên mình có số má, có đảm bảo về con giống. Đó, đây là cái thùng xốp phi khách và con đà điểu cho lên xe khách vô tư. Đi như thế này là đi được 2 ngày không ăn uống gì. Nếu mà muốn lâu hơn thì phải để cho đồ uống vào trong. Quý vị các bạn muốn mua đà điểu giống thì yên tâm đặt ở bên cơ sở mình, là số điện thoại là 01635305982 0989177982. Đây là thùng quy cách nha. Giới thiệu với các bác, đây là bác Sang. Bác năm nay cũng có tuổi rồi nhưng mà bác rất chịu khó. Bác chuyên chở những cái con giống đà điểu như thế này đi giao khắp khu vực Hà Nội, khu vực Ba Vì. Thưa bác, là bác thấy bên cơ sở bán con đà điểu có uy tín không ạ? Uy tín quá chứ gì. Quá uy tín. Bác chuyên gia phục vụ cho cơ sở là đi giao những cái thùng hàng như này đúng không? Hiện bây giờ bác đi mang về đâu đấy ạ? Là đang mang về Xuân Mai. Xuân Mai, chỗ nào Xuân Mai? Ngã ba Xuân Mai là chỗ đại học lâm nghiệp. Thế con đà điểu này thì bác giao là bao nhiêu tiền đấy bác? Con đà điểu này bây giờ là 2 triệu. À đâu, thế này. Đấy. Đây. Đấy, kêu ấy. Đi bình tĩnh nhá. Đi bình tĩnh thôi. Nhớ giao đấy để này đảm bảo. Có vấn đề gì bác điện về văn phòng nhá. Đây cái số của khách hàng là 0979556526 đấy. Vâng. Các bạn thân mến, nếu anh em nào có nhu cầu mua con giống đà điểu thì hãy liên hệ cho chúng tôi, số điện thoại là 01635305982. Chúng tôi sẽ đóng vào thùng xốp và giao tận nơi cho các bạn. Giá cả thì phù hợp cho bà con chăn nuôi, và đặc biệt bên chúng tôi là cơ sở chi nhánh của Thụy Phương, một trong những đơn vị nhân giống đầu tiên ở ngoài miền Bắc. Và cái con đà điểu này đã được xử lý quy trình thuốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.